Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến thì ở cái video này thì mình hướng dẫn cho các bạn đã tham gia vào một cái chương trình sự kiện đến từ cái sàn OKX. Thì cái sự kiện này thì nhằm chào mừng cái sự kiện nhân cái sự kiện mà cái đồng nốt được liêm yết ở trên sàn OKX thì dự án sẽ đưa ra cái sự kiện này để chúng ta là ăn chia với cái tổng phần thưởng là là 300 triệu ở 300 triệu cái đồng nốt. Đó và cái sự kiện này thì chỉ diễn ra trong vòng chỉ còn hơn 2 giờ nữa, còn khoảng 2 tiếng rưỡi nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái sự kiện này. Thì đây cũng là một cái sự kiện khá là ok để chúng ta có cơ hội là ăn chia cái phần thưởng và nhận cái được cái đồng nốt này. Thì cái cách tham gia thì nó khá là đơn giản thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để tham gia nhé à, Đầu tiên thì các bạn trước tiên thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn về cái 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 thông tin về cái đồng nốt thì đồng nốt thì sẽ còn là khoảng tầm 2 tiếng rưỡi nữa thì sẽ chính thức niêm yết ở trên sàn à, OKX và tất cả các cái sàn khác trong đó có sàn Binance và sàn Bybit và một số các cái sàn lớn khác thì cũng được niêm yết cái đồng nốt này. À, và cái số đồng nốt mà các bạn đã à, nhận được ở trên OKX thì các bạn cũng biết được là à, chúng ta đã nhận được bao nhiêu thì gần như là hầu hết tất cả các cái tài khoản uh, sàn về sàn OKX và sàn Binance thì các bạn đã uh, thông báo với mình là các bạn đã hầu như là gần như là nhận được hết là uh, cái đồng nốt và đủ cái số đồng nốt rồi. Uh, chỉ còn um, các bạn ở nhận về cái ví uh, ton ở cái Telegram hình như là các bạn vẫn chưa nhận được. Uh, nếu như các bạn nhận được thì các bạn có thể là comment ở dưới video uh, để cho uh, mọi người cũng như là uh, mình cùng uh, biết được là cái tình hình là cái đồng nốt rút về ví thì đã nhận được hay chưa nhé để cho anh em nhận những cái anh em mà rút về ví để yên tâm đó thì còn anh em rút về sàn thì đa phần là các anh em đã nhận được hết rồi đó đây là một cái điều cũng khá là vui thì khi mà chúng ta đã nhận được về cái ví sàn của chúng ta thì À, chúng ta sẽ chỉ có là chuẩn bị cái tinh thần để chúng ta là giao dịch bán cái đồng nốt này ở trên sàn giao dịch thôi à, chỉ có đối với những bạn mà rút về ví ton thì chúng ta sẽ mất một cái công đoạn nữa đó là chúng ta rút từ ví ton lên trên sàn để chúng ta bán đó thì đó chúng ta sẽ mất một cái khoản phí một cái phí ga siêu xíu để chúng ta làm cái phí ga đó thì nó sẽ mất một cái công đoạn như vậy còn đối với các bạn ở trên sàn thì chúng ta không cần phải làm gì nữa và khi mà liêm yết thì chúng ta chỉ việc bán luôn thôi đó thì cái cái thông tin sự kiện này thì uh, diễn ra trong vòng uh, cái sự kiện uh, ăn chia 300 triệu đồng nốt này thì cái sự kiện này nó chỉ diễn ra trong vòng còn khoảng tầm hơi hơn 2 tiếng nữa thôi cho nên là các bạn là chúng ta khi mà nhận thông tin này chúng ta tham gia ngay đây chia tổng phần thưởng là 300 triệu đồng nốt nhé nạp tiền và giao dịch để chia phần thưởng tổng phần thưởng là 300 triệu đồng nốt bắt đầu giao dịch nốt coin ở trên okx ngay trước tiên là khi các bạn tham gia vào cái sự kiện này thì trước tiên là chúng ta phải nhanh tay chúng ta bấm cái đã tham gia bấm đăng ký tham gia đã đó, chúng ta bấm cái đăng ký tham gia trước để mà chúng ta đủ các cái điều kiện trước và sau đó thì chúng ta sẽ làm các cái nhiệm vụ tiếp theo ở bên dưới này như ở đây là mình đã tham gia vào lúc 16 giờ 12 phút giờ UTC ngày 16 tháng 5 năm 2004 điều kiện này và cái cách để mà nhận cái chương trình Aerop này là chúng ta sẽ giao dịch đồng nốt trị giá tối thiểu là 500 đô để mà nhận 10.000 đồng nốt ở đây thì cái này nó khá là đơn giản khi chúng ta có cái đồng cái đồng nốt rồi À, khi mà chúng ta có nhận đồng nó là chúng ta thực hiện cái giao dịch à, giao dịch chúng ta bán mua bán và bao giờ khi mà đủ cái tun phần thưởng tổng phần thưởng là à, cái tổng giao dịch của chúng ta là 500 đô là chúng ta đủ cái điều kiện các bạn nhé nó rất là đơn giản thôi và chúng ta hoàn thành ba cái bước đơn giản trong cái thời gian diễn ra sự kiện để chúng ta kiếm 10.000 nốt và phần thưởng đã được ưu tiên phân phối cho người dùng tham gia sớm đủ điều kiện và hoàn thành tất cả các bước À, về cái bước 2 đó là nạp nốt trị giá tối thiểu là 100 đô hoặc là USDC ở đây thì chúng ta có thể là nạp đồng nốt vào trị giá là hơn hơn 100 đô hoặc các bạn có thể nạp USDT hoặc là USDC từ các cái sàn khác vào trong cái sàn OKX OK để chúng ta thực hiện giao dịch thì chúng ta nạp ngay đó thì chúng ta thực hiện cái nạp vào trong cái khoảng thời gian này là chúng ta hoàn thành được cái bước 2 đó cái bước 2 là chúng ta nạp vào 100 đô à, và đây tích lũy điểm nốt trị giá tối thiểu là 100 đô hoặc là USDT hoặc là là 100 USDT hoặc USDC. Mua nốt trị giá tối thiểu là 100 ở 100 đô à, thông qua giao dịch sau ngay ở trên có ox này và duy trì tài sản trị giá tối thiểu là 100 đô trong tài khoản của bạn cho đến khi khuyến mãi kết thúc. Đó, chúng ta phải lưu lại ở trong cái ví chúng ta chúng ta không được rút ngay, rút ngay thì chúng ta không đủ điều kiện. Và cái bước thứ ba đó là giao dịch nốt sang USDT trị giá tối thiểu là 500 đô. 500 đô này thì à, các bạn giao dịch qua lại khi mà các bạn có à, các bạn nạp tiền vào đây 100 đô vào đây thì chúng ta cứ giao dịch qua lại à, khi à, nếu như các bạn nạp trăm đô chúng ta giao dịch khoảng tầm 4 lần, à, 5 lần. 5 lần là chúng ta đủ cái điều kiện là tổng cái tun giao dịch của chúng ta là có là 500. À, cái khối lượng giao dịch của chúng ta là đã đủ cái 500 đô là chúng ta đủ cái điều kiện thứ ba. Đó. Ở đây thì người ta cũng nói là thực hiện giao dịch NOT sang USDT trị giá tối thiểu là 500 đô. Ngoài việc nắm giữ khoản tiền nạp NOT giá trị tối thiểu 100 USDT thì cho đến khi khuyến mãi kết thúc. Đó. Và cái bước 1 là chúng ta tham gia sự kiện thì các bạn phải tham gia. Đó. Đây khi có ghi có vào 16 uh, tháng 5 vào lúc 16 giờ 12 hai uh, phân bố phần thưởng bạn vẫn còn cơ hội nhận phần thưởng không trên 300 triệu đồng NOT. Đó thì cái điều kiện tham gia này uh, giao dịch nốt trị giá tối thiểu 500 đô để nhận 10.000 nốt khuyến mãi giao dịch và kiếm nốt bắt đầu vào 9 giờ ngày 16 tháng 5 và kết thúc vào 22 giờ 59 ngày 31 tháng 5 tức là cuối tháng này sẽ kết thúc cái sự kiện này cho nên là chúng ta sẽ phải giam cái 100 đô này ở trong cái tài sản của trong cái ví chúng ta và khuyến mại này sẽ không dành cho các cư dân từ các khu vực uh, tài phần sau thứ nhất là Trung Quốc này Hồng Kông Đài Loan và Macau là những quốc gia này không được tham gia này à, như vậy là Việt Nam được tham gia nhé và chỉ dùng chỉ những người dùng nhấp vào tham gia ngay và hoàn thành yêu cầu trong thời gian khuyến mãi và hoàn thành xác minh KIC tổng thưởng được ưu tiên phân phối cho người dùng tham gia sớm người dùng đủ điều kiện có khối lượng giao dịch nốt tích lũy đạt 500 đô trở lên và có thể đủ điều kiện nhận 10.000 not trên sàn vào <laughs> giao dịch OKX OK và khối lượng giao dịch hợp lệ bao gồm là khối lượng giao dịch giao ngay và phái sinh trong thời gian khuyến mãi. 6 là khối lượng giao dịch đủ điều kiện sẽ được tích lũy và chỉ được tính ở trong thời gian khuyến mãi. Bước bước 3 này. À, cái bước ma là đủ điều kiện độc lập với bước 2, theo đó người tham gia phải giao dịch à, cập nhật nốt trị giá tối thiểu là 500 đô. Ngoài việc mua nốt ở bước 2, sự kiện này chỉ dành cho tài khoản chính, tài khoản phụ không được tham gia. Và các giao dịch được hưởng các ưu đãi khác cho nền tảng không được tính ở trong sự kiện này, và bao gồm những không giới hạn ở phí xử lý USC miễn phí. Theo luật pháp thì quy định ở địa phương, người dùng từ một số các quốc gia khác không được tham gia. Và phần thưởng sẽ được phân phối ở trong vòng 30 ngày, làm việc kể từ 22 giờ 59 phút ngày 31 tháng 5 giờ Việt Nam và yêu cầu nạp tiền để đủ điều kiện nhận phần thưởng. là người dùng cần nạp ít nhất là 100 đô hoặc là USDC và mua nốt trị giá tối thiểu 100 đô hoặc tích lũy tiền nạp và có tổng giá trị tối thiểu là 100 USDC và hoặc là USDT ở trong thời gian khuyến mãi. Đó, trên này thì còn rất là nhiều các cái điều kiện khác thì uh, uh, những cái điều kiện chính thì mình cũng đã là uh, chia sẻ cho các bạn rồi. Thì đây cũng là một cái cơ hội uh, để mà chúng ta uh, có cái tiền Nhàn rỗi thì chúng ta nạp vào đây để chúng ta thực hiện cái giao dịch để chúng ta kiếm thêm cái đồng nốt này. Thì hiện tại thì còn hai hơn hai tiếng nữa thì sẽ liêm nhất cái đồng nốt này thì không biết là giá cả như thế nào. Nếu à, như các bạn có thể là bình chọn cái giá đồng nốt như thế nào thì các bạn có thể là comment ở bên dưới video nhé. Ok, video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.